Wars coming only from the foreign players. Me, I have no foreign players. I have only Vietnam players. And all of them play only in Vietnam. It's not easy to try to convince them to challenge, because they don't have every weekend the possibility to challenge them. Mitoma play against Liverpool, Endo in Liverpool play against Manchester United, they play in Germany, they play in France, they play in Champions League, they play high level. We don't have this possibility. But my players have enough ingredients to play a good football. They have good technique, they are invested, they have big ambition, and they are talents. They can able to control and to pass the ball. Just they need confidence. So my style is to give them the opportunity to decide their destiny. What is now my goal? Để nói về cách tiếp cận trong các trận đấu sắp tới tại Asian Cup thì cách tiếp cận của chúng tôi thì vẫn như vậy mà thôi. Đương nhiên chúng ta đều biết được rằng ba đối thủ cùng bảng đấu của chúng ta sắp tới đó là Nhật Bản và Iraq, đương nhiên họ đều là những đối thủ rất mạnh. Ngoài ra trận đấu còn lại ở Indonesia chúng ta đều biết rằng đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng chút nào cả. Tôi muốn các cầu thủ và đội hình khi vào sân, chúng ta làm thế nào chúng ta phải có sự chủ động trong cách tiếp cận và không được bị động trong mọi hoàn cảnh. Bị động ở đây nghĩa là chúng ta sẽ phải chờ sai số của đối phương, chờ những khoảnh khắc mà họ mắc phải sai lầm, đồng thời dựa vào những khoảnh khắc xuất thần của một hoặc hai cá nhân nào đó. Ngoài ra là những tình huống đá phạt cố định hoặc là những tình huống tương tự như vậy để ghi được bàn thôi. Đương nhiên những cái cầu thủ đó thì cũng phải là một phần trong bóng đá, trong trận đấu bóng đá. Tuy nhiên thì tôi muốn gia tăng sự chủ động kiểm soát của đội trước các đối thủ lên phần trăm cao hơn, và để làm được điều đó để các cầu thủ có được sự chủ động trong trận đấu thì đương nhiên điều đầu tiên họ cần phải có và sở hữu đó là sự tự tin, đặc biệt là trong khâu có bóng và kiểm soát bóng. Họ cần có sự tự tin thì họ muốn dám chơi được với bóng, và họ nếu mà họ dám ý tưởng dám chơi bóng thì họ cũng sẽ có thể khiến đối phương phải đuổi theo họ. Tất nhiên không dễ dàng để cho các cầu thủ Việt Nam thay đổi nhận thức và chỉ là tin tưởng vào những gì mà tôi muốn thực hiện ở đây. Bởi lẽ họ đã rất là quen thuộc với đường đá và câu lạc bộ của mình, khi mà rất là nhiều vấn đề thì sẽ được xử lý và giải quyết bởi các ngoại binh. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi là đội tuyển Việt Nam và chúng tôi thì không có ngoại binh nào trong đội tuyển cả. Và ngoài ra thì chúng tôi đó là tất cả các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam hiện tại thì hiện đang thi đấu ở trong nước. Không dễ dàng để cho họ có thể thay đổi và vượt trình độ ngay lập tức. Đặc biệt là khi các đối thủ sắp tới chúng ta nhìn nhận ở Nhật Bản chẳng hạn, họ có Mitoma, Endo đang thi đấu cùng bạn anh, và đồng thời là họ đều đang thi đấu cho các câu lạc bộ mà được đá khu châu Âu Champions League. Tuy nhiên ngược lại với các cầu thủ Việt Nam thì tôi tin rằng như hiện tại nếu họ nhận được những định hướng, những giải pháp để giải quyết vấn đề một cách cụ thể như những gì mà tôi đang muốn trao cho họ, thì với những năng lực cơ bản về kỹ thuật của họ cùng với tài năng và tiếp thêm đó là sự chủ động, sự tự tin trong các tình huống trên sân thì họ hoàn toàn có thể giải quyết được nhiều chuyện. Of course, the target is to dream, to think that we could be qualified for the second round. This is in theory regarding the history of football. We have a chance, but also in theory, if we play on the paper, if we play Japan 10 times, we lost 9 times. In theory, but we can win one time. Why not to win on 14 January? Why not?
But the real target, of course, we know, like maybe 4 years ago, when Vietnam qualified for the second round, they were qualified with the fair play. They finished third, and the better or the best yellow card, Vietnam went to the second round. This is part of the competition. And it's clear for us on the paper, the qualification will be between us and Indonesia first. And we know that the most important match for us is Indonesia, in theory, on the paper. But believe me, we will try our best to make travel to Japan. And of course, the fact that we know now Iraq, I'm sure that we got a lot of information to be ready for this match. So our target is to play our best, great performance in terms of investment, in terms of method, and this is what we are preparing. Về mục tiêu của giải đấu thì đương nhiên là chúng tôi đặt mục tiêu đó là thi đấu tốt trong và làm thế nào đầu tiên là vượt qua vòng bảng đá. Trận đấu đầu tiên của màn chúng ta sẽ đấu với Nhật Bản. Để nói về mặt lý thuyết sản xuất thì có thể là nếu mà chúng ta đối đầu với Nhật Bản 10 trận đấu chúng ta có thể vô 9, nhưng mà có thể một lần thôi chúng ta có thể có điểm và thậm chí là giành chiến thắng trước họ, và biết đâu đó sẽ là trận đấu vào ngày 4 tháng 1 sắp tới. Ngoài ra thì chúng ta đều hiểu được rằng đối thủ trực tiếp mà có thể là quyết định tầm vé tiếp của Việt Nam trong bảng đấu này đó có thể là Indonesia, và tôi coi đây là một trận đấu có thể coi là bản đề của bảng đấu. Bởi lẽ các bạn có thể nhìn lại giải đấu Asian Cup 4 năm trước khi mà đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng, tuy nhiên thì cũng chỉ vượt qua vòng bảng nhờ một trận thắng, và sau đó thì nhìn hơn duy nhất một điểm fair play chỉ số thẻ vàng và để ý nhất mà thôi. Và vì vậy thì yếu tố may mắn cũng là một thứ mà chúng tôi sẽ cần để song hành vào giải đấu sắp tới. Về hai đội tuyển mạnh thì như Nhật Bản tôi đã nói, ngoài ra là về Iraq thì đương nhiên chúng tôi đã có trải nghiệm đối đầu với họ ở trong trận đấu vòng loại World Cup vừa rồi, và tuy nhiên các cầu thủ giờ đây tôi tin rằng là đã có những kinh nghiệm, những bài học hơn về đối thủ này để làm tốt hơn nữa trong giải đấu sắp tới, và trong mọi trận đấu, trong mọi hoàn cảnh thì tôi muốn các cầu thủ nỗ lực hết mình tối đa và thi đấu đến phục vụ. Như vậy là được thông tin huấn luyện viên trưởng của Philip Chule trao đổi với anh Lai Chi tương đối với thầy trong khuôn khổ thời gian rất là hạn chế. Chúng tôi xin mời hỏi câu hỏi huấn luyện viên cuối cùng. Xin hỏi huấn luyện viên về trường hợp của Hoàng Đức có tên trong đăng ký AFC và ông mình đã chờ đến giây phút cuối cùng, có thể chia sẻ với trường. Yes, AFC request a list of 23 players, obligation, official obligation from all the federation. That's why I speculate about this list, but I knew first when I made this list, I knew 90% that high and he was not able to. But I put on the list because at the end I had the flexibility to decide on 13. So that's why the list of the 23 the just for IFC, not for you, but just for IFC. And that's why we put the high, we put King, we put Han, we put Man, because Man also is injured, and we put one book. And for me, this list is not important because I repeat, the real list will be on 13. And about one book, we made a last testing this morning. He cannot walk, he cannot put his food, he cannot. He didn't start the rehabilitation. He didn't start the rehabilitation because we have, I think, doing an injury program.
parts. First part is a medical part. Second part is a physical part. Third part is a physical preparator part. And the last part is a training. It's clear that for what book he will be able to maybe to make a normal training not before 2 weeks, and maybe he will be able to make the first match with Vettel not before end of January. This is a real situation for what book, maybe for I maybe more, for him maybe more. The player need to make a rest because as what book told me, he play with this injury. Lucien also played with his injury. The club, I don't know if they have a doctor or medical department, I don't know, but many players, including Lin, they played with injury. This is good. Và danh sách của chúng tôi đối với VFC đó nằm trong một phần yêu cầu mà ban tổ chức đưa ra dành cho đội tuyển. Chúng tôi phải nộp một danh sách sơ bộ đầu tiên gồm 26 cầu thủ vào ngày 12 tháng 1. Và danh sách này thì tôi đã điền tên một số các cầu thủ mà ở thời điểm đó tôi đang muốn điền tên cả Tiến Minh và Quế Ngọc Hải nữa. Và danh sách này bởi lẽ với tôi thì danh sách này không mang nhiều ý nữa. Chỉ đến ngày 13 tháng 1 thì danh sách cuối cùng của đội tham dự Asian Cup thì mới được quyết định mà thôi. Về riêng trường hợp của Hoàng Đức thì tôi có thể tóm tắt như sau. Trường hợp của Hoàng Đức thì lần cuối cùng vào sáng ngày hôm nay khi chúng tôi thực hiện bài kiểm tra về chấn thương thì cậu ấy vẫn có dấu hiệu đau khá là nhiều và Hoàng Đức thì hiện tại vẫn đang trong cái bước mà mới chỉ điều trị để hết đau mà thôi chứ thậm chí là chưa tập phục hồi với bác sĩ và chuyên viên trị liệu được. Để tóm tắt về quá trình hồi phục cho một cầu thủ chấn thương trước khi quay trở lại thi đấu tập thể bình thường thì tôi có thể chia làm một giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là điều trị khắc phục chấn thương để làm thế nào cho hết đau và giảm đau một cách tối đa. Bước thứ hai đó là tập phục hồi về trị liệu với cả bác sĩ hoặc là chuyên viên trị liệu. Bước thứ ba đó là tập riêng điều trị thể trạng với huấn luyện viên thể lực ở ngoài sân và chỉ đến bước cuối cùng thì cầu thủ mới có thể gia nhập tập trung với toàn lực được. Về riêng trường hợp của Hoàng Đức thì theo kinh nghiệm làm việc của tôi cũng như đánh giá của bộ y tế thì cầu thủ này cần thời gian nghỉ ngơi dài hơn và chỉ có thể quay trở lại tập luyện bình thường vào cuối tháng 1. Với trường hợp của Quế Ngọc Hải và Tiến Linh thậm chí là còn dài hơn. Đối với tôi thì tôi cũng muốn bảo cho các cầu thủ họ cần thời gian nghỉ ngơi trong giai đoạn sắp tới. Bởi lẽ là tôi cũng còn nói chuyện với cả Hoàng Đức, với Đức Chiến, với Tiến Linh, với nhiều cầu thủ khác mà chúng làm chung chấn thương nữa thì một số các cầu thủ trong nhóm này là thậm chí trong giai đoạn vừa rồi của câu lạc bộ thì họ đã nén đau để thi đấu và thậm chí là họ còn uống thuốc giảm đau trong nhiều trận đấu để vào sân thi đấu nữa thì với tôi đây là một vấn đề. Frankly, no. The only pressure I put is my pressure to the players regarding my injury. When I read the newspaper, when I read the comments, 80% of the country believe that the national team will not be successful.
80% of the country. So my players know that, and we know that we have no choice. The people in Vietnam doesn't like national team. They doesn't like Philippe Jouchier. They prefer to keep in their mind all history of Vietnam, and no one opens their eyes. No one doesn't want to make effort to understand the real situation. Me as a coach, I am the coach of the present. I am not the coach of the past. The present is a response on the pitch at the right time, at the current time. It's clear that yesterday it was a history, and today in Vietnam is a mystery. We don't know what happened. I don't have patience, because from the beginning, all the people in Vietnam, including you, wish that Philippe Jouchier will be out. And I'm so happy to see that. I am stronger, I'm more stronger. And I am more stronger to do what I want, because this is my duty, my job. And my players, I believe on my players, because every day they try their best for the nation, for the flag. And you can believe on them. We are not a superstar, but together, united, we could be Bangbao, Tong Latong. Với tôi thì áp lực duy nhất mà tôi trải qua hàng ngày đó là áp lực mà tôi tự tạo ra trên sân tập dành cho các cầu thủ. Tôi có đọc báo chí hoặc là một số mạng xã hội thì rất là nhiều người tôi nghĩ là không ủng hộ tuyển quốc gia cho lắm, và tôi nghĩ là rất nhiều cầu thủ cũng đọc được những quan điểm này. Tôi biết được rằng là nhiều người có thể là không thích cầu thủ này hay là không thích cả tôi, nhưng mà tôi thì không muốn quan tâm quá nhiều về chuyện này. Bản thân tôi là một viên của Việt Nam, và tôi quan tâm đến những vấn đề chuyên môn xảy ra và các sự thể hiện của cầu thủ trên sân tập ở thời điểm hiện tại. Những gì mà đã xảy ra trong quá khứ thì nó là quá khứ rồi, và như tôi hay thường nói với các cầu thủ, hiện tại và tương lai thì nó luôn luôn là một điều bí ẩn mà chờ chúng ta tự khám phá, chúng ta chờ đón một cách tích cực. Rất là nhiều người như tôi đã nói có thể là không ủng hộ tuyển quốc gia, nhưng mà điều này tôi tin rằng sẽ khiến tôi, bản thân tôi cũng như là tất cả các cầu thủ chỉ càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Nó sẽ càng thúc đẩy chúng tôi hơn khi chúng tôi làm việc, chúng tôi mạnh mẽ hơn và làm thế nào làm được tốt những gì mà chúng tôi sơ đồ tuyển muốn triển khai. Tôi muốn các cầu thủ và bản thân họ cũng biết được điều đó, và luôn luôn họ phản hồi được sự kỳ vọng của tôi, thậm chí là áp lực của tôi tạo ra trên sân, cái sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất làm thế nào đó để bảo vệ một cơ sở đá của tuyển Việt Nam. Bản thân tôi, chúng tôi luôn luôn đoàn kết với nhau. Tôi tin tưởng các cầu thủ và tôi cảm nhận được sự tin tưởng của họ dành cho tôi. Và khi mà tôi tin rằng chúng tôi có sự đồng kết và đoàn kết và đồng bộ với nhau, cùng nhau thầy trò như vậy, thì tôi tin rằng chúng tôi chắc chắn là sẽ đạt được kết quả chỉ là cao nhất. Như những gì mà Bác Hồ từng nói đó là Bác Hồ nói thắng thì sẽ đạt được. Cảm ơn.